Thật sự quý vị biết là tôi vừa mới đạo tràng thì tôi thấy là toàn là u khuyến mãi không à. Nghe quen không? Nghe cái từ khuyến mãi này quen không? Quen phải không? Giờ u khuyến mãi thì đa phần u khuyến mãi cả. Thầy hay nói đùa mà nói thiệt, khuyến mãi là khi mình đi hết một vòng của đời người rồi. Ai ở đây là nhâm dần, giơ tay cho thầy coi cái nào. Nhưng mà đều được ăn thịt thầy nghe, nhâm dần à, nhâm dần, đúng rồi đó. Năm nay là 61 đó, đúng không à, từ đây mà trở đi là gọi là tuổi khuyến mãi. Quý vị nghe kẹo không à, có nghĩa là cho nhiều xài nhiều à, có nhiều chơi nhiều à, không có lăng tăng nữa. Muốn bệnh thì bệnh chơi, mà có tiền thì đi nhà thương chơi, còn không thì nằm nhà chơi. Để tới chừng rồi Phật Di Đà tới rước mình đi chơi. Quý vị nghe kịp không à, chứ không có lăng tăng gì nữa. Đi hết một vòng rồi à, hơn vòng chưa? Hơn vòng chưa? Hèn chi thấy mặt buồn buồn, im ru và rù. Nói tưởng khuyến mãi mà ảnh buồn lắm. À, khuyến mãi anh buồn. Thường mình thì khuyến mãi thì chen nhau sắp hàng dữ lắm. Nghe mà siêu thị mà khuyến mãi cái trời đất ơi, các bà đi mua mặc dù tủ lạnh nó chật hết trơn rồi. Tủ lạnh chật hết trơn rồi, nhà chật hết trơn rồi, nhưng mà nghe khuyến mãi cái đi mua. À đi mua. Có vụ này không ta? Có không? Cái này là các bà nặng. Tại vì lo cho gia đình rồi lo cho bữa cơm là thành ra chút nào rẻ cái là lo chen nhau đi mua à, chen nhau đi mua à, thầy thưa với quý vị là nói như vậy đó, lên là ngồi đây chứng minh với dòm cái đạo tràng của mình để cho nó khỏi buồn ngủ. Chúng tôi nó ngủ, nó rình rình nó ngủ à, ngồi ngồi sư phụ ngồi lên trên đi. Ngồi trên chứng minh cho đạo tràng. Với hơn nửa dòm xuống mình địa hàng xuống. Đứa nào ngủ mình xuống mình bóp mũi nó. Sư phụ lên ngồi đi. Sư phụ lên đây ngồi. Ngồi vừa là để chứng minh và vừa chân cẳng rồi. Cỡ này chân cẳng được ưu tiên rồi à, chân cẳng được ưu tiên rồi. Ngồi. Chắc cũng hàng này cũng phải hàng lên hàng hàng sáu mấy bảy mươi nữa rồi. Chứ ít giỏi gì đâu. Hàng tám rồi. Ôi thưa khá vậy hả? Hàng tám rồi còn gì. Hàng tám rồi đó hả? À, tám mà còn gọn ghẻ vậy là khá rồi. Xin chúc mừng đại chúng, chúc mừng chùa. Ôi trời ơi à, 80 mà đi đứng còn gọn ghẻ vậy, mà ngồi còn gọn vậy là khá rồi đó à. Xin chúc mừng ni trưởng. Sư ông tôi mất năm 82. Quý vị nghe kịp không? Thầy tôi đã mất năm 82, 82 tuổi. Nhưng mà trước khi mất là cũng trả cái dư nghiệp khoảng chừng 8 tháng là nằm. À, tôi gọi là thanh toán cái dư nợ đó. Quý vị nghe kịp không? Cái dư nợ mình nói theo từ thế gian đó, còn nói gọi là cái, nói theo như Phật Pháp là cái dư báo. Tức là cái nghiệp của mình nó vẫn gì? Vẫn còn một miếng phải trả cho nó xong để đi à, trả một miếng xong để đi. Cho nên sư phụ tôi nằm cỡ 8 tháng, sau đó mới goodbye cuộc đời à, goodbye cuộc đời. Mà tôi thấy đây 80 mà không chân cẳng đồ ngon lành đi đứng là tôi ngưỡng mộ lắm. Ngưỡng mộ thiệt. Ngưỡng mộ. Vậy thì tôi nói điều này để quý vị cần biết mà quý cái phần khuyến mãi của đời mình. Tức là bao nhiêu năm cơm áo gạo tiền lo toan gia đình chồng con nhà cửa đủ thứ, mà hôm nay mình còn sức khỏe để mà đi chùa, đó là một hạnh phúc.
Rồi dạng thứ hai, nhiều khi cũng ở nhà cũng khỏe khoắn, nhưng mà tụng ba tụng bảy làm bà tám. Quý vị nghe kịp không? Làm bà tám nhiều chuyện nha. À, lôi chuyện bà này, lôi chuyện ông kia, lôi chuyện làm trên xóm dưới ra bàn. Cho nên cái này may mắn quý vị rảnh rang không làm bà tám mà làm người đệ tử của Phật, biết niệm Phật. Và hồi nãy vì cái đạo tràng nó chật cho nên thầy không mời quý vị lại Phật, chứ vô thầy đảnh lễ Tam Bảo thì thầy mời quý vị cũng đảnh lễ Tam Bảo. Vì còn lại Phật được ngày nào, quý vị cố tinh tấn lại. Chưa biết ngày nào mình không lại Phật được nữa, chưa biết ngày nào mình không còn đi đứng được nữa, và chưa biết ngày nào mình không còn dung văn dung vẻ đến chùa được nữa đâu. À, do đó mà lúc nào nhìn thấy Phật, thấy bàn thờ Phật, quý vị lại được lại nào bỏ túi lại đó, lại được lại nào tích lũy được phước nghiệp tốt cho mình ở đó. Có cái câu gì lại Phật bục lại, nhắc cho thầy tiếp coi. Lại Phật một lại, đọc tiếp cho thầy nghe. Tội diệt hà gì, hà sa, niệm Phật một gì, một câu thì phước sanh vô vô lượng. Đúng rồi, ở trưởng lão ở sao nhắc được tốt kìa. À, đầu trưởng lão đứng lên giới thiệu cho đạo tràng coi pháp danh gì. Trưởng lão thấy nhắc rất là ngọt nè, nghe không? À đâu rồi, à, pháp danh gì? Giác ngộ hả? Trời, đúng rồi, hàng xịn, hèn chi đụng tới hàng xịn. Đụng hàng xịn hèn chi, bà nhắc rất là nhanh, à, nhắc là nhanh. Giác ngộ, à, nếu đúng mà như cái pháp danh này thì đời sống rất là ngon lành. Là đời sống ngon lành. À, thầy nói lại là quý vị còn có sức khỏe, tự tắm, tự giặt, tự mặc, tự ăn, không cần nhờ quyền trợ giúp của con cháu, đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Thầy nói quý vị nghe kịp không? Nghe kịp không? Cho nên nhất là hàng mà gọi là hàng dễ vỡ đây này ha. Đây là gọi là hàng dễ vỡ đây đó. Hàng này, cái hàng này hàng dễ vỡ. À, hàng này hàng dễ vỡ rồi đó. Mà còn đi đứng ngon lành, đi đứng ngon lành, còn tự mình tắm giặt, mà đôi lúc còn tự mình nấu ăn, khỏi cần con nào thằng nào nấu. Quý vị nghe kịp không? À, tự mình nấu ăn khỏi chờ con nào thằng nào hết, đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Chứ ngồi đó mà lúc đó mà ngồi mà đợi mà nó tới mình đói chết cha rồi mà đợi nó ha, là nổi quạo ha, đói nổi quạo. À, ngày xưa ngày xưa nó nhè 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 cái mình cho nó bú liền, bây giờ mình đói chết cha nó không thèm nấu cho mình ăn. À, à vậy thì thầy nói quý vị nghe, có nghĩa là đang cái giai đoạn khuyến mãi của đời người, tức là những năm tháng cuối đời, nếu quý vị còn được sức khỏe ngon lành, đó là gia tài hạnh, hạnh phúc. Tự mình tắm, tự mình giặt, tự mình ăn, tự mình đi lại, tự mình có thể chăm sóc cho bản thân mình mà không phải lệ thuộc ai, không lệ thuộc ai và không phải nhờ vả ai, độc lập, tự do và hạnh gì? Hạnh phúc. Độc lập đi, không nhờ vả con nào thằng nào, không cần phải dòm mặt con nào thằng nào để sống, không cần phải xin xỏ nhờ giả dựa dẫm và gì cầu cạnh. Ok, đó là hạnh gì? Hạnh phúc.
Có độc lập, có tự gì? Tự do. Thì sẽ có hạnh gì? Hạnh phúc. Thầy nói xin lỗi chứ hôm nay đây này, hôm nay tới đây mà phải dòm mặt nó mà đi là không hạnh phúc rồi đó. Quý vị nghe kịp không? À, hôm nay mà xoay qua xoay lại, chuẩn bị từ hôm qua kia mà thấy cái mặt nó chầm quầm ha. À, nếu mặt nó chầm quầm nó hiện ra cái tướng cô dâu 8 tuổi là mình khó chịu rồi đó. À, hiện ra tướng cô dâu 8 tuổi là mình khó chịu rồi đó. Cuộc đời mình bắt đầu phức tạp rồi đó. Nhưng mà không, ngày mai tao đi chùa. Nói vậy thôi, không cần xin phép ai. Cái này là báo cho nó gì? Báo cho nó biết. Quý vị nghe kịp không? Báo thôi, không phải xin. Bà đây không xin tụi bay đâu. Quý vị nghe kịp không? Bà đây không xin tụi bay. Bà đây báo cho tụi bay biết. Nghe không? Ai mà đang sống cái phong độ đó, thầy xin chúc mừng. Chúc mừng sống được cái phong độ đó, tức là không lệ thuộc con nào thằng gì, thằng nào. Mà muốn không lệ thuộc thì mình phải có cái bản lĩnh của người không lệ gì, lệ thuộc. Quý vị nghe kịp không? À, cái bản lĩnh đầu tiên, nhà tao tao ở. Đừng có nghe nó dụ, đừng có nghe nó dụ má. Lớn tuổi rồi má lủi thủi mình tội. Thôi má bán đi ở, qua ở với gì con. Đại khai vậy. Ngu gì, đừng có nghe lời dụ dỗ. Nhà mình ở, nhớ cháu nhớ con tới thăm. Ở gần nhưng đừng ở chung, nếu có điều kiện. Quý vị nghe kịp không? Nếu có điều kiện bà này ở gần thôi, ở gần chứ đừng ở chung. Ở chung mình dễ biến thành oxin miễn phí lắm. Quý vị nghe kịp không? Oxin miễn phí. Chính xác không? Hả? Oxin miễn phí. Hàng đâu mà đẹp dữ vậy trời. Hả? Hàng đâu ngon. À, ông quay phim lớn nhớ lấy cái hình ảnh này nghe. Nè con. Sợ. À vậy quý vị nhớ nữa thầy. Để những năm tháng khoan nói mà giảng sanh tịnh độ, khoan nói giải thoát giác ngộ gì cả, đầu tiên là mình được tự tại. Mình được tự tại. Nếu mà mình không được tự tại thì đừng có hòng mà nói mà niệm Phật nhất tâm. Đừng có họ gọi là tín nguyện và hạnh làm cho nó ngon lành. Không có đâu. Đầu tiên là mình phải có tự gì? Tự tại, tức là không phiền não. Không phiền não. Không phải bị người này người kia quấy rối mình một cách dễ dàng. Và cũng đừng hốt hàng của cuộc đời về mà làm rác cho nhà của mình. Chuyện của ai để nguyên ở đó, đừng hốt đem về làm rác của gia đình mình. Chuyện bà Năm bà Bảy là chuyện của bà Năm bà Bảy. Chuyện cô Tư cô Ba cũng là chuyện của cô Tư cô Ba, không phải là chuyện của. Trời ơi, cái chuyện của mình nhiều khi mình giải quyết còn không hết, đi hốt chuyện người ta về làm chí. Quý vị nghe kịp không? Đó, chuyện của mình đấy nè. Mà nhiều khi mình còn không giải quyết hết được, mình đi hốt hàng của thiên hạ về làm chi cho nhà mình chật nước vậy. Rồi mình niệm Phật mà không thấy Phật, mà thấy nha, thấy cô Ba. Mà niệm Phật mà không thấy Phật, mà thấy cái bà Tám. Niệm Phật không thấy Phật, mà thấy cái bà hàng xóm thấy ghét. Không thể đòi hỏi bả như mình nghĩ được. Bả là bả mà mình là mình. Quý vị nghe kịp không?
không thể đòi hỏi con mèo sủa tiếng chó, càng không thể đòi hỏi con chó kêu tiếng mèo. Tôi so sánh kiểu này nó có vẻ hơi hình tượng và hơi kỳ cục chút, mà hơi tàn nhẫn chút, nhưng mà mình đừng đòi hỏi con người ta không làm, không sống được những cái gì mà người ta không có. Quý vị Phật tử nghe kịp không? Đừng có đòi hỏi. Một cái bãi phân chó mà lỡ con chó của hàng xóm mà nó ị ra trước cổng mình thì hình như chủ nó cũng không có dạy. Mà con chó nó cũng không được đi mầm non, lớp mầm, lớp chồi được cô giáo chỉ, và nó ị theo kiểu tự nhiên của nó thôi. Nhưng mà cuối cùng hai bà hàng xóm gây nhau vì bãi cứt chó. Quý vị nghe kịp không? Trời ơi, mình tu mình niệm Phật, mình đòi vãng sanh tuốt bên Tây Phương, vậy mà bãi cứt chó mình không nhảy qua nổi. Quý vị nghe kịp không? Mình không nhảy qua nổi. Hai đứa cùng sủa với nhau vì một bãi cứt gì? Cứt chó. Vậy thì mình nào là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh mà chỉ thấy bãi phân chó mà chửi nhau à? Quý vị nghe kịp không? À, cho nên đó là rất thực tế. Rất thực tế. Mình nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, trừ con mẹ đó ra, đệ tử và chúng sanh. À, miệng thì tụng leo lẻo vậy đó. Miệng tụng leo lẻo vậy đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng gì? Chúng sanh đều trọn thành Phật gì? Phật đạo. Nhưng mà tới câu đó trượng mẹ đó ra. Là vì mình không vượt qua được bãi phân chó, cho nên mình thù mẹ đó lắm. Quý vị nghe kịp không? Chửi nhau. Trong khi đó bãi phân chó, nếu mà thời gian xử lý nó không tới 3 phút à, nhất là mình ở quê là mình có tro có cát rồi nè, phủ lên rồi lấy cái kia hoặc là cái sặc lai, cái cuốc gì đó ra cào cái bỏ vô, cuốc bỏ vô với cây kiển gì đó của mình đó, rồi vài tháng nó biến thành phân, thành tro, thành mùn, thành đất cho cây nó ăn. Vậy là gọn gàng, nhanh lẹ. Nhưng mà cãi nhau cãi cả mấy gì? À, mấy mươi phút là ít. Rồi sau đó nhìn mặt nhau không gì? Không thẳng nữa. Nhìn mặt nhau không thẳng nữa. Sướng không quý vị? Sướng không? Rồi cãi nhau xong tối vô ngủ thì nhìn thấy hình như mình có cái gì đó ngu ngu. Thấy hình như mình có cái gì đó ngu ngu. Cái bãi phân của con chó mà hai cái thằng người nó cãi lộn. Hai cái thằng người tự xưng là con gì? Con người, mà có khi con người còn có bận áo tràng đi đạo tràng nó mới ghê chứ, ha. Bận áo tràng đi sinh hoạt ở đạo tràng nữa. Vậy mà cuối cùng chống nạnh lên, hơn thua vì bãi phân chó. Cách xử lý khôn ngoan là của người đệ tử Phật là cầm cái kỳ ra bọn ít tro ít cát gì đó phủ lên, rồi mình gì? À, mình dọn nó, biến nó thành phân, bỏ vô trong cây cối của mình, biến thành phân. Rồi xong nhẹ nhàng vô có thể làm việc khác mà không cần phải đứng chửi. Đồ cái thứ nuôi chó mà không biết dạy chó. À, vừa làm mà miệng gì đấy? Chửi. Nuôi thì kêu chó nó ỉa trong nhà chứ sao ỉa đây? À, nói trỏng trỏng vậy thôi. Mà trong kia nếu mà người ta không có tu, không có nhịn đó ha, người ta cũng bắt đầu ta phan ra. À, ta phan ra. Bãi phân chó mà cũng có người nổi sân ha. Vậy mà bận đạo tràng mà đi đạo tràng nghe nó nhục quá. Ê, bà móc họng ai vậy? Móc họng ai vậy?
Không biết móc cái người nào bận áo tràng đi chùa đó mà có một bãi phân chó không mà cũng nhiều chuyện. Cái gì nghe kịp không? Móc đúng hàng chưa? Móc vậy là đúng hàng không? Đúng hàng luôn. À, mà nếu mà móc đúng hàng vậy đó, mà mình nếu ngay lúc đó mình không tỉnh lại đó, mà mình lên dây cốt, mình lên nòng mình vậy, phăng 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 phăng, tao nghỉ tu vài phút tao trị con mẹ này mới được. Đâu phải tu rồi ai cũng có thể ăn hiếp được. Quý vị nghe kịp không? À, thế là ngay lúc đó, thấy chưa, tao nói mà, bà đó là tu hú chứ tu cái gì. À, có nghĩa là người ta thử, người ta thọt lét mình chút xíu thôi, thọt lét chút xíu thôi, là thế là mình tham có, sân có, si có, ngu có. Ngu gì một bãi phân gì? Phân chó. Thầy nói hết sức thực tiễn và cụ thể để quý vị thấy. Trong cuộc sống mình có muôn vàn những chuyện giống như bãi phân chó mà mình không vượt qua được. Tôi nói đơn giản thôi. Trong sinh hoạt của người thân của mình có những điều nó không như ý mình. Con cái mình sanh ra đó, nhưng mà mình có bao lô cho nó hết được không quý vị? Có sống cho nó hết được không? Khi mà nó lớn là nó bắt đầu có đời sống của nó. Nó lớn là nó có bắt đầu có đời sống của nó. Và nhất là khi nó có công ăn việc làm, có nơi ở và nó chủ động về cái này. Nó tuyên bố độc gì? Nó tuyên bố độc lập. Lúc này 10 điều quý vị nói là nó nghe khoảng 2-3 điều là lên lại Phật cảm ơn rồi. Phật tử đạo tràng nghe kịp không? 10 điều quý vị nói mà nó nghe được 2-3 điều là lên lại Phật cảm ơn trời gì? Trời Phật rồi. Đừng hòng mà nó nghe hết. Nghe kịp. Nếu nghe kịp điều đó, chúng ta từ hôm nay chúng ta đừng có dại dột vì chuyện này chuyện kia của người thân mà mình hốt phiền não vô trong đầu mình. Hết lòng, hết tình, hết nghĩa, hết trách nhiệm làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, chấm hết. Không dại gì mà hốt phiền não vô. Tu tập đầu tiên muốn cho cái tâm mình nó sạch, muốn cái bụng mình nó thanh, và cái tinh thần của mình sống những năm tháng phù du của kiếp người đó, điều đầu tiên là đừng có hốt chuyện của thiên hạ. Đừng có hốt chuyện thiên hạ đem vào trong lòng mình. Chuyện thiên hạ vừa là có thể là con, là cháu, là anh, là em, là chòm, là xóm, là vân vân đủ chuyện. Đừng hốt chuyện thiên hạ. Lo cái chuyện của mình thôi là đủ mệt rồi. Đừng hốt chuyện thiên hạ. Nếu ai hốt chuyện thiên hạ nhiều quá là cái lòng của mình, cái bụng của mình nó tràn đầy những cái rác rưởi của cuộc đời, thì lúc đó mình niệm Phật không thấy Phật. Niệm Phật không thấy Phật mà thấy cái bà hàng xóm ngày hôm qua mình cãi nhau vì một bãi phân gì? Phân chó. À, Phật cũng niệm miệng, cũng lép nhép, cũng niệm Di Đà vậy nè. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Cái con nhỏ đó làm gì mà nó liếc tao dữ vậy? Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nó vào kệ bà nó chứ mắc gì nó liếc tao dữ vậy? Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Hồi sáng ta đóng cửa, ta mang cái giỏ áo tràng ta đi. Cái bà hàng xóm bà nhìn tao, bà chỉ nó coi kìa, cái bà đó mà tu gì, tu hú gì, con mẹ đó mà tu gì. Đại khái vậy thì miệng thì niệm nhưng mà tâm không thấy Phật. Thấy cái con nhỏ liếc mình, thấy cái bà hàng xóm khi mà mình đóng cửa mặc áo tràng đi, nó chỉ chọt chọt, không thấy Phật mà thấy bà hàng gì, hàng xóm.
Vậy là hỏng rồi, hỏng rồi. Bây giờ tôi cúng dường bài bài kệ trong kinh Pháp Hoa ở phẩm An Lạc. Ở đây là đạo tràng mình ở đây mà có các nơi khác tới nữa không? Có các nơi khác tới không? Có đúng không? À, tôi thấy sáng thấy tôi thấy có xe chở tới hay sao không? À, đạo tràng có tụng kinh Pháp Hoa không? Quý vị có tụng kinh Pháp Hoa không? À, trong Pháp Hoa có cái phẩm An Lạc Hạnh. À, trong An Lạc Hạnh thì bảo rằng mình muốn được an gì? An lạc, tức là muốn có được cái đời sống an lạc, gọi là an lạc hạnh. Là cái hạnh mà mình sống được với nó là mình sẽ có an gì? An lạc, gồm có ba món: nhà Như Lai, áo Như Lai và tòa Như Như Lai. Nghe nghe quen quen không? Đạo tràng nghe quen quen không? Quen không? Chưa, chút nữa dỗ ha. Chút nữa dỗ. Bây giờ nè, để em cúng dường cái bài này để quý vị nhớ là lấy ba cái thành tố này xây dựng cái an lạc của một người hành giả đệ tử Phật. Thầy đọc đọc qua một lần ha, chút nữa thầy mời Phật tử đọc chung với thầy. Một lòng kính lễ Phật Đà, ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai. Con hằng mặc áo Như Lai, con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời. Em đọc lần thứ hai, cái này em làm cô giáo ha, bắt đầu làm cô giáo. À, một lòng kính lễ Phật Đà, ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai. Con hằng mặc áo Như Lai, con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời. Em đọc lần thứ ba. À, một lòng kính lễ Phật Đà, ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai. Con hằng mặc áo Như Lai, con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời. Ai thuộc rồi giơ tay cho em coi. Tìm coi. Em đọc ba lần mà chưa thuộc. Thuộc không? Tôi hả? À, thôi bây giờ đọc cùng với thầy. Đọc ha. Đọc từng câu một. Một lòng kính lễ Phật Đà, ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai. Con hằng mặc áo Như Lai, con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời. Lần thứ nhất qua lần thứ hai. Hồi nãy em đọc ba lần thì quý vị cũng phải đọc ba lần cho nó què vốn ha. Một lòng kính lễ Phật Đà, ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai. Con hằng mặc áo Như Lai, con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời. Lần thứ hai. Một lòng kính lễ Phật Đà, ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai. Con hằng mặc áo Như Lai, con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời. Bài này có thể nếu mà có duyên, chắc chắn là bữa nay thầy giảng không hết bài này đâu. Bài này là đạo lý để chúng ta sống an lạc, mà trong phẩm Pháp Hoa gọi là an lạc hạnh. Phẩm an lạc gì? Lạc hạnh. Tức là nếu ai được có cái hạnh này, cái hạnh mà có ba cái món này nè. Một là được mặc áo Như Như Lai. Hai là được ở nhà Như Như Lai. Ba là ngồi được tòa Như Như Lai. Thì an nhiên tự tại hạnh phúc thông dong và chất lượng cuộc sống của mình, nói theo ngôn ngữ thế gian là đã vô cùng, sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng, tự tại vô cùng. Tự tại vô cùng. Nhà Như Lai là nhà từ bi.
từ bi hỷ xã. Quý vị đạo tràng nghe kịp không? Nhà Như Lai là nhà từ bi hỷ xã. Áo Như Lai tỷ tỷ, áo Như Lai có từng biết là áo gì không? À, áo Như Lai là áo nhẫn nhục chị ơi. Chứ áo tràng thiếu cha gì, mặc áo tràng mà phiền não vẫn cục 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 vậy nè. Nghe, áo tràng chưa si nhê gì đâu. Áo tràng mà về mà con dâu, con gái, con trai, con dâu rể, bà hàng xóm nó quăng cho ông bảy phân là thấy là bắt đầu là tràng mất tiêu liền. Nghe không? Tràng mất tiêu. Cho nên áo đó phải là áo như gì? Như Lai áo nhẫn, nhẫn nhục. Như Lai là nó như vậy đó. Nó như vậy thôi, chứ mình mà muốn nó như như thế này, như thế kia không có được đâu. Nó như vậy là như như vậy. Áo Như Lai thầy nói lại, thầy tỷ nè, nghe nè. Áo nhẫn nhục và thuộc bài, biết khôn, lo trả bài. Áo Như Lai là áo nhẫn gì? Nhẫn nhục, nhẫn nhịn, nhu hòa và hạnh tùy thuận. Tùy thuận là đừng có bắt người khác phải sống theo mình. Mà xin lỗi quý vị đã sống theo ai chưa mà bắt người khác sống theo mình? Quý vị vẫn sống theo ý của gì? Của mình mà. Làm sao mà đòi hỏi người khác sống theo mình được? Vụ này không có công bằng. Quý vị nghe kịp không? Mình có sống theo ý ai đâu mà mình đòi người ta phải sống theo ý ý mình. Ủa kỳ cục vậy. Chơi, chơi cái vụ này hình như không có công bằng. À không công bằng. Quý vị nghe kịp không? Cho nên phải áo Như Lai đó là áo nhẫn nhục, nhẫn nhịn, à, nhu hòa và học hạnh tùy thuận. Hạnh tùy thuận trong 10 cái đại nguyện của Ngài Phổ Hiền, 10 cái đại nguyện của Ngài Phổ Hiền đó, nhất giả lễ kính, nhị giả, à, thuộc à, thuộc, cái này thuộc ha, cái này thuộc ha, tam giả, tứ giả, ngũ, à đúng rồi, tùy công đức, lục, thỉnh chuyển pháp gì? Thất, bát, cửu. Đúng rồi, chữ hằng gì? Hằng thuận chúng, chúng sanh tùy thuận thôi. Giờ người ta tới củi này mà bắt người ta ngồi xếp bàn đâu có được. Người ta tùy thuận sức khỏe người ta. Người ta tê quá người ta phải nhịp nhịp, chứ mình đâu thể bắt bẻ người ta nói ủa. À chân người ta tê, không có oxy bóp, bóp chân là hên lắm rồi, nghe không? À, thì khá vậy thì ngồi vậy rồi, nhưng mà đôi lúc phải gì đây? À, à nhịp, nhịp. Nhịp là vì sao? Nói gì? Tê, đau, phải nhịp. À, đây nè, có nãy tôi nói là y chang mà phải có người bắt đầu thọt, thọt, thọt chân ra, là bóp, bóp, bóp rồi đó. À. Là quý vị biết, áo Như Lai là áo nhẫn gì? Nhẫn nhục, nhu hòa, tùy thuận. Tùy thuận. Và trong 10 cái hạnh của Ngài Phổ Hiền cấp cho ta cái đường hướng tu tập, thì có cái hạnh là hạnh tùy gì? Tùy thuận có nghĩa là cửu giả hằng thuận chúng, chúng sanh. Gom lại chính cái trước mà bắt đầu mới hồi hướng được là thập giả phổ giai hồi hướng. Tất cả đều cùng về bên giác, tất cả cùng hướng về an lạc, tất cả cùng hướng về giải thoát. Nếu ai tu tịnh độ, chúng ta hướng về Tây Phương tịnh tịnh độ để nguyện được vãng vãng sanh. Đây nè, trong cái lại thứ tư thứ năm gì đó, trong 10 lại Di Đà thì tôi thấy là 12 lại Di Đà có là một lòng kính lễ, à, kính lại Đức Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Quý vị nghe không? À, nguyện thứ thứ năm, à, thứ năm thứ sáu gì đó. À vậy thì muốn xả ly được ta bà khổ đó thì mình phải học hạnh từ bi hỷ và gì? Xả.
còn chưa có từ bi hỷ xã đừng hòng mà xã ly tá. Ta bà cáo chuyện bà hàng xóm hốt vô xã đầu xã, hốt vô chứ xã đầu xã. Chuyện bà trong đạo tràng hốt vô, người ta sơn móng tay kệ người ta, đừng có nhiều chuyện. Người ta son môi kệ người ta, đừng có nhiều chuyện. Người ta không đè cái môi mình ra, người ta son là được rồi. Quý vị nghe kịp không? Không, cái này thầy nói trong thời giảng pháp thôi, thầy không có chỉ ai hết. Nhột nhột, đừng có ai nhột hết nghe. Đừng ai nhột gì. Tai người ta có quyền sơn năm màu, bảy màu gì, đó là tai của người ta. Mình tu hành mình đừng có dòm bằng tay ta, mình dòm lên Phật thôi được rồi. Sao mình nhiều chuyện quá vậy? Mình dòm tay dòm môi người ta làm chi vậy? Rồi mình coi người ta đeo mấy chiếc nhẫn, sao nhiều chuyện quá vậy? Bà đi tu mà đeo vàng đồng lum la chẳng hạn vậy. Người ta đeo, ta thích đeo thì sao? Đúng không? À vậy thì cái này quý vị coi chừng cũng biến thành phiền não của mình. Chuyện người ta thói quen, người ta từ nhỏ ở cái tuổi bắt đầu biết làm đẹp là người ta bắt đầu đi ra đường là người ta phải chấm 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 chút ha. À chấm chút rồi quẹt chút, rồi ẻn qua bên này ẻn chiên chút xíu. Quen rồi bây giờ tới cái tuổi này, mặc dù là tới cái tuổi mà ổn ẻn cũng không có ai thèm nhìn nữa rồi, nhưng mà do thói gì? Thói quen. Thói quen đi ra đường mà không make up chút là tự nhiên mình thấy nó nhột nhạt, nó khó gì, khó chịu. Thế là cũng ngồi vô rồi chấm 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 chấm. Mình đi ra rồi nó mới tự gì, tự tin. Trời đất ơi, mình đòi là cửu phẩm mà có cái phẩm người ta. Dạ kiếp trước em có xài. kiếp trước em có xài cho nên còn nhớ. Em còn nhớ. À, dạ kiếp trước em có xài. Cho nên rồi, nhưng mà em xài mà em có ganh tị với ai, cho nên kiếp này em được làm đàn ông và em còn được làm người đệ tử của Phật. Kiếp được không? Cho nên xài thì xài nhưng đừng có ganh tị. Đừng có ganh tị. À vậy thì mình đòi là cửu phẩm liên gì? Liên qua mà có cái phẩm nhẹ nhất là chấp nhận cái đẹp của người, chấp nhận sở thích của người, tùy thuận với sở thích của người, hoan hỷ với sở thích của gì? Của người, đồng thuận với sở thích của người, vui vẻ với sở thích của người. Ôi trời ơi, nhiêu đó mà làm không được mà đòi cửu phẩm liên gì? Liên qua có một phẩm đó mà làm chưa xong đòi chi nhiều phẩm vậy mẹ? Làm chi nhiều phẩm vậy? Cửu phẩm liên qua di phụ mẫu, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn gì đây? Bạn lỡ nguyện dị thử công đức phổ cập ư nhất thiết, đệ tử và chúng sanh trừ con mẹ đó ra đều trọn thành Phật đạo. Nó trời đất ơi, tụng miệng leo lẻo vậy đó. Tụng leo lẻo vậy đó mà người ta có một chút niềm vui là bàn tay bao nhiêu năm tháng làm cá có, chặt thịt có, lặt rau có, giặt đồ có, lau nhà có, dọn phân, dọn nước đá cho con có, giặt tả có, giặt áo quần cho con, cho chồng bây giờ có. Vậy đó mà bây giờ bàn tay nó khô, nó héo rồi. Chăm chút nó chút xíu để cho có một chút tự tin. Vậy mà người tu cùng với nhau cũng không gì, cũng không tùy thuận, cũng không tùy hỷ. Cái hạnh thứ mấy trong phổ hiền là tùy hỷ công đức quý vị? Hạnh thứ mấy? Ngũ giả tùy hỷ công gì? Công đức.
Và một trong những cái công đức mình đem lại dễ dàng, không tốn tiền, không tốn bạc gì cả, khỏi cần bỏ tiền đi thả cá, khỏi cần bỏ tiền đi thả chim, đó là gì? Vui theo niềm vui của người khác, vui theo sự thành công của người khác, vui theo cái đẹp của người khác, vui theo cái tốt của người khác. Thấy con cái người ta ăn nên làm ra, tự nhiên trong lòng mình có một cái cục gì đó nó cộm cộm khó chịu. Thấy nhà người ta cất lên 3 tầng còn nhà mình cấp 4 nó nằm ở dưới nó nhìn lên vậy nè. À, thấy là nói trời ơi, cái nhà đó không có sạch sẽ gì đâu. Tao biết những đồng tiền của đó là đồng tiền bẩn nó xây lên đó. Tiền bẩn thì có nhà nước ta lo, pháp luật người ta gì? Ta lo, người ta xây được cái nhà là mình mừng cho người ta. Quý vị nghe kịp không? Còn chuyện mà tiền bẩn hay là tiền sạch đó là nhà nước lo, chính quyền lo, pháp luật lo, tà án lo. Cái bản mặt mày không cần phải gì? Phải lo. Quý vị nghe không? Và hơn ai hết mình tin cuộc đời này có nhân có quả. Nếu người ta làm bậy thì người ta chịu, chứ bản mặt mày có đi ở tù giùm tao không? Có đi ở tù giùm không? Dạ, nó cho con đi ở tù giùm ổng. Còn lâu. Nghe không? Còn lâu. Cho nên người ta làm thì người ta gì? Chịu. Còn người ta cực khổ mấy chục năm, bữa nay con cái người ta lớn, người ta xây được căn nhà đó, mình phải qua mừng với người ta. Quý vị nghe kịp không? À, tôi nói chuyện này hơi du duyên chút nhưng mà rất là có duyên. Có một lần tôi về công tác đi làm Phật sự dưới miền Tây, tức là về Cà Mau. Hôm đó buổi sáng là 5 giờ mấy đi, rồi lúc đó đường còn khó khăn lắm. Đi tới Bạc Liêu là trời tối rồi. Ở đây có ai ở Cà Mau không? Có không? Không có rồi, không biết. À, vậy là về tới Cà Mau, về cái tối cần tới thì trời tối rồi. Mà bữa đó cái nhà bên hàng xóm trời nó hạt nhạc, chơi nhạc sống râm râm. Mình ở bên này mình nói cha, cái chuyện gì, sự kiện gì dòm thì không phải đám cưới mà sao hát nhạc đồ vui quá. Té ra con cái về xây cho cha mẹ một ngôi nhà và ăn mừng tân gì? Tân gia. Quý vị nghe kịp không? Tân gia. Tôi ngồi thế là tôi nghe chuyện của cuộc đời. Thì con bé mà về xây nhà đó là con bé nó lên làm việc trên thành phố, mà nói trắng ra là bán quan, bán bà. Quý vị nghe kịp không? À, nhưng mà dân ở đó người ta vẫn tới, người ta chúc mừng, người ta hát hò, người ta chia vui một cách ngon lành, chứ không có một cái gì gọi là xem gì, xem thường cả. Nghe không? Chứ còn mà có những loại người đó nói thôi tôi không có tới ăn đâu, ăn cái thứ đó ói ra tanh chết. Quý vị nghe kịp không? Tức là xem thường cái đồng tiền của con người ta làm ra. Dĩ nhiên con người ta làm cái đồng tiền đó thì người ta cũng phải trả một cái giá nhất định rồi. Mà nó có hiếu, nó về, nó xây cho cha mẹ một cái nhà để mưa gió đỡ nó, thì như vậy là cũng đáng trân trọng không quý vị? Đáng trân trọng không? Đáng trân trọng. Còn cái chuyện mà nó làm cái nghề gì đó thì nó phải trả giá rồi. Bản mặt mày đâu trả giá dùm nó đâu. Tụi con nghe kịp không? Đạo tràng nghe kịp không? À, tức là cái nghiệp của nó là cái thân nó bị dài vò thì nó đã bị trả giá rồi. Mình đâu có trả giá dùm nó đâu mà mình nhiều chuyện quá vậy. À, nhưng mà cái việc nó về nó xây nhà cho cha mẹ nó, để cha mẹ nó đỡ mưa, đỡ nắng, đỡ gió, vậy thì điều đó có đáng tùy hỷ không? Đáng tùy hỷ chứ. Nhiều khi nó cũng làm ra tiền nhưng mà nó ăn chơi, nó hưởng thụ thôi, chứ nó không nghĩ tới cha gì. Cha mẹ còn tệ hại hơn rất nhiều. À, vậy là tôi thấy đêm đó là ăn tân gia mà hàng xóm tới vui rồi chơi nhạc sống, ca hát nhảy múa. Tôi nói dần ở đây tốt, cái bụng họ sạch. Cái bụng họ sạch là con cái làm nghề gì họ không cần quan tâm. Tiền sạch, tiền dơ họ không cần quan tâm. Về xây cho chị ba một ngôi nhà là tôi mừng cho chị ba rồi.
Phật tử nghe thầy nói có nghe kịp không? À, thì chuyện đó đó, tôi ngồi thì tôi thấy họ hát vậy mà tôi vui trong lòng. Tôi nghe được là giống như mà tụng kinh báo ân vậy đó. Tức là tôi thấy đứa con nó hy sinh để nó về nó lo cho cha, cho gì? Cho mẹ. Hy sinh về lo cho cha, cho mẹ. Mà mình tụng báo ân, mình bảo rằng là dầu cho phải cõng cha, cõng gì? Cõng mẹ, róc xương, róc gì? Róc thịt, để mà cũng không trả được ân cha nghĩa, nghĩa mẹ. Đằng này hy sinh một chút nhân phẩm, một chút giá trị mà để lo được cho cha mẹ về thì cũng quý quá rồi. Tại sao mình lại chà đạp và xem thường tấm lòng của nó? À, cho nên ngay chuyện đó, nếu mà cái lòng quý vị nó sáng ra một chút và nó nghĩ thoáng một chút thì quý vị cũng có thể qua ăn mừng và đem quà qua tặng người ta nhân ngày lễ tân gì? Tân gia. Em à, còn cái chuyện nó làm nghề gì có nhân quả người ta lo và nó phải trả giá với cuộc đời này rồi. Quý vị đâu có trả giá dùm nó đâu. Nó phơi đời ra thì nó cũng trả giá với gì? Với đời rồi. À, với đời rồi. Vậy thì quý vị chưa chắc đã sạch hơn người ta đó. À, chưa chắc đã sạch hơn ta. Chưa chắc mình cao thượng hơn người ta. À, chưa chắc mình cao thượng ta. Chỗ này thầy nói một chút để quý vị thấy, đó có nghĩa là thầy đem cái tận cùng của cuộc đời để thầy nói. Là cái hạnh tùy hỷ rất khó. Hạnh tùy hỷ rất khó. Trong này cái thứ hai mà thầy nói là áo Như Lai, đó là áo nhẫn gì? Nhẫn nhục, nhu hòa, nhẫn nhịn, đồng hành, chia sẻ, tùy hỷ. À, những cái này nếu mà không có nó thì không thể thiết lập gọi là ba cái gia tài để chúng ta mang theo trên đường về tịnh độ, là tín nguyện và gì? Tín nguyện hành. Không có đâu. Lấy đâu ra? Cái thứ ba, tòa Như Lai, tức là trí tuệ và hiểu biết của Phật mà mình hay tụng, đó là ma ha bát gì? Bát nhã. Đó là không tuệ, tức là nhìn mọi cái đến đến đi đi, có không không, sanh sanh tử tử, vui vui buồn buồn, lên voi xuống chó, khen khen chê chê, dinh dinh nhục nhục, tất cả đến rồi đi trong cuộc đời ta. Nhất mà quý vị mà đã đi, mà hồi nãy thầy nói là bắt đầu ở cái tuổi khuyến mãi rồi đó. Sao mấy rồi con? Dạ con 68. 68 rồi, à, khuyến mãi được 7 năm rồi. Chế độ hậu gì? Hậu mãi rồi, cỡ này. Là nghèo giàu, dinh nhục, lên voi xuống chó, lên bờ xuống ruộng, khen chê lúc gì cũng biết rồi, cũng nghe cũng thấy hết rồi. Vậy thì ở cái thứ ba thầy muốn nói là tòa Như Lai đó là có cái hiểu biết, có cái nhận thức của người đệ tử Phật thì mình sẽ có được cái an gì? An lạc hạnh. À, như nãy thầy nói là chắc chắn là đề tài này, cái bài kệ này hôm nay là thầy nói sơ sơ thôi, để dành khi nào có duyên về nói nữa. À, đó nè. Cho nên hôm nay thầy nói nhiều là xài nhiều, thấy không? Rồi kia bữa nào có duyên là về rồi mình làm ăn tiếp, thấy không? Làm tiếp. Giờ lặp lại nè, trước khi thầy vô từng cái đề mục nè. Một lòng đọc chung luôn đi, kiểu này là hơi quên rồi, nãy giờ nói là hơi quên rồi. Một lòng kính lễ Phật Đà, ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai. Con hằng mặc áo Như Lai, con ngồi pháp tòa Như Lai muôn đời. Một lòng kính lễ Phật Đà, ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai. Con hằng mặc áo Như Lai, con ngồi pháp tòa Như Lai muôn đời. Sao? Giờ tự tin chưa con? Dạ. Tự tin chưa? Con đọc con giáp giáp đó. Tại dạ, con nhớ câu đầu. Một lòng kính lễ Phật Đà,
Ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai. Con hằng mặc áo Như Lai, con ngồi pháp tòa Như Lai muôn đời. Làm lại. Công nhận cái hàng này chơi bóng tốt thiệt. Này lừa bóng qua kia đá lại phát này nè. Giờ làm trước này. Dạ đoàn kết thầy. Một lòng kính lễ Phật Đà. Con nguyện ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai. Con hằng mặc áo Như Lai, con ngồi pháp tòa Như Lai muôn đời. Hay quá. Thử bên này coi sao. Bắt đầu từ trưởng lão. Bắt đầu từ một lòng kính lễ Phật là ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai. Con hằng mặc áo Như Lai, con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời. Cái này phải phối hợp thêm đổi tiếp theo này, phối hợp này là rồi xin cảm ơn. Giờ thầy nói cái gì là đầu tiên là một lòng kính lễ Phật Đà, tức là con trở về xin được sống theo đời sống của ngài. Kính lễ ở đây là mình dịch từ cái chữ là nam gì, nam mô ha, hay là dịch chữ quy mạng. Kính lễ cũng có nghĩa là quy y, là trở gì, trở về, một lòng trở về với đức, đức Phật. Quý vị nghe lại nè, một lòng kính lễ Phật Đà, tức là con nguyện trở về với đức, đức Phật, trở về với đức Phật để sống với ngài bằng ba cái đức hạnh. Một là gì? Áo Như Lai. Hai là nhà Như Lai. Ba là tòa Như Lai. Áo Như Lai là áo nhẫn nhục nhu hòa từ bi hỷ ý xã. Nhà Như Lai là nhà tử từ bi. Tòa Như Lai là tòa trí tuệ. Đó. Cho nên câu đầu tiên nè, quý vị nghe nè. Câu đầu tiên đó là một lòng kính lễ Phật Đà, tức là con một lòng trở về muốn sống với đức, đức Phật, và muốn sống như Phật, và muốn sống theo Phật. Có một cái bài kệ, bài sám quý vị có tụng nè. Nói gót ngài vượt qua khổ hải, nương thuyền từ vực bể ái hàng. Nhớ lời ngài bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Lời ngọc vang ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Vâng vâng, thôi nửa chút nữa thành mình thành thời tụng kinh luôn. Thì trong đó có cái câu gọi là noi gót gì, gót ngài, hoặc là theo gót ngài vượt qua khổ gì, khổ hải. Vậy thì là một lòng kính lễ Phật Đà, tức là mình về mình noi theo cái đời sống của ngài, noi theo bước chân của ngài, noi theo sự ứng xử của ngài, noi theo chất lượng sống của ngài. Mà chất lượng sống của ngài là đầy đủ ba cái món này: ngài có từ bi, ngài có trí tuệ, và ngài có cả nhẫn gì, nhẫn nhục. Thầy nói lại, con người của ngài được xây dựng ba chất liệu chính, đó là từ bi, trí tuệ và nhẫn gì, nhục. Mà có khi người ta gọi là bi, trí và dũng, có khi gọi là bi, trí và hùng lực, có khi gọi bi, trí và nhẫn. Ở đây tòa
ở những chùa lớn người ta có điều kiện, người ta có để mấy chữ trên là Đại Hùng Bảo Điện, tức là cái điện, cái nơi mà Đấng Đại Hùng, Đấng Đại Hùng ngự ở đó. Thầy nói lại quý vị nè, câu đầu tiên là một lòng kính lễ Phật, Phật Đà. Đó, một lòng kính lễ tức là con một lòng muốn trở về sống theo, theo Phật, sống như, như Phật và sống chất lượng đúng theo Ngài dạy. Gọi là một lòng kính lễ Phật, Phật Đà. Một lòng kính lễ Phật Đà là con nguyện trở về, trở về sống như Ngài, giống Ngài và theo gì? Theo Ngài. Tụi con nghe kịp không? Trở về câu đầu tiên nè, một lòng kính lễ Phật Đà tức là một lòng con muốn trở về sống theo Ngài, sống với Ngài và sống như gì? Như Ngài, theo Ngài, với Ngài và như, như Ngài. Và muốn sống theo Ngài, như Ngài và giống Ngài thì phải có ba món này. Một là từ bi, hai là trí tuệ, ba là gì? À, ba là sự nhẫn, là nhẫn nhịn. Và ba món này nếu quý vị có, sống ở đâu cũng ít có gặp phiền não, sống ở đâu mình cũng lướt qua mọi chuyện trời ơi đất hỡi của cuộc đời một cách dễ dàng. Vì sao? Vì ta ở trong nhà Như Lai, ta mặc áo Như Lai và ta ngồi tòa như, Như Lai, nghe nào, ngồi tòa Như Lai. Và xin thưa quý vị, ngay cả Đức Phật trong Pháp Cú 320 ngày cũng đã từng nói cho ta biết rằng là ta như voi giữa trận tiền, hứng muôn ngàn tên đạn. Vậy thì Ngài có bị cuộc đời nó bắn không? Ta như voi giữa trận tiền, hứng muôn ngàn tên đạn. Vậy thì Ngài đi qua cuộc đời gần 50 năm trời, tính từ lúc Ngài thành đạo, Ngài có bị cuộc đời nó bắn không? Ngài bảo rằng ta như voi giữa trận tiền, hứng muôn ngàn tên đạn. Vậy thì Ngài đi qua cuộc đời mấy mươi năm có bị tên cuộc đời nó bắn không? Có chứ. Con biết trận nào, con biết trận bị bắn nào, trận nào không? Dạ, trận mà Ngài đi qua bốn cửa thành á. Đi bốn cửa thành đó là trận kiếp người. Trận đó là trận kiếp người, nhận thức rằng là con đời sanh lão bệnh gì, bệnh tử. Cái đó là chung cho mọi người, ai đi qua và có mặt trên cuộc đời này phải đi qua bốn chặng đường đó mà không em nào, chị nào thoát được đâu. Giàu có hay là nghèo nàn, đẹp hay là xấu, cao hay là thấp, quý phái hay là thấp hèn, ai dù cỡ nào đi nữa cũng không tránh được bốn cánh cửa đó: sanh lão bệnh gì, bệnh tử. Xe hoa thì nhiều khi được tránh, nhưng mà xe tang đố ai tránh được. Nghe kịp không? Có người vì một cái duyên nợ nào đó không oan gia nợ nần với thằng nào con nào, cho nên suốt đời mình không phải bước lên xe gì, xe hoa, nghe không? Nhưng mà có một loại xe không thể không tránh, mà tránh cũng không gì đây, không được, à, không thể tránh, mà tránh cũng không gì, không được. Đó là xe gì? Xe tang. Chiều nay em ra phố về, thấy đời là những chuyến xe. Còn chiếc xe cuối cùng là xe gì? Xe tang. Chiều nay em ra phố về, thấy đời còn lại xe tang. À, còn lại là chiếc xe gì? Xe tang. Đó thì cái đó là cái không ai tránh gì? Tránh khỏi. Tôi đố quý vị, dù có uống thuốc tiên, dù có đưa qua Singapore, Đài Loan chữa, dù có đưa qua Mỹ chữa, nhưng mà rồi cũng khiêng cái hàng về. Tức là đến lúc nào đó mình cũng phải goodbye cuộc đời. Dù có xăm nhung xăm gì đi nữa cũng phải gì? Goodbye.
Cho nên người học đạo đầu tiên phải thấy cái lẽ đó là lẽ thường. Mà cô đã bảo rằng là mũi tên, đó là mũi tên của số phận mỗi chúng sinh, không ai tránh khỏi già nua. Như quý vị đã, bây giờ là tuổi này nè, và tôi đây, và như này ngày đây. Cỡ này mà quý vị biết là trong phòng bèo nhất cũng có 5-7 gói thuốc, 5-7 loại thuốc, đủ thứ thuốc hết quý vị. Có không? À, đó. Đem ra khai báo liền đây này, này. Đem ra khai báo liền à, khuyến mãi năm thứ mấy rồi con? Khuyến mãi năm thứ mấy rồi? 6-7 là khuyến mãi năm thứ 7 rồi phải không? À, khuyến mãi năm thứ 7 rồi đó. Mà trên 7 có 7 món thuốc rồi. Nãy tôi thấy là trên 7 món thuốc à, thì cũng kiểu an ủi thôi. Chứ còn lúc mà nó tới, sẵn sàng chưa? Nói dạ, con còn con nhỏ út chưa có gả. Nói dạ, con để con gả con nhỏ út xong rồi ngài đưa con đi. Nói không, vụ này không có xin được mày ơi. Không xin được, vụ này không xin được. Mấy vụ kia xin được chứ vụ này không vậy? Không xin được, dù mày có hối lộ cũng thua. Mày đem 5 tỷ mày đắp vô pập, nói chứ không cũng thua. Dạ, con hối lộ miếng đất, dạ, thua luôn. Không thể hối lộ, đó là sự gì? Sự thật. Hắc bạch vô thường mà tới gõ cửa rồi đó. Đừng có hòng mà đem tiền ra, dù là tiền giả hay tiền Việt Nam hay tiền đô, nó cũng vậy đấy. Chị ơi, hắc bạch vô thường không biết xài tiền. Không biết. Do đó mà ta phải thấu được lại đó. Đức Phật đi ngang cuộc đời, ngài cũng chịu đủ trò mưa nắng của cuộc đời. Quý vị đừng có nghĩ rằng là Phật đi ngang thế gian là ai cũng lấy hoa tung đâu. Không phải ai cũng lấy thảm trải cho ngài đi đâu. Cũng có nơi nó xếp hàng hai bên, nó đứng nó chửi. Và nó chửi có mở bài, có thân bài, có kết luận đàng hoàng. Chửi bài bản, chửi có tổ chức. Đó là vụ án liên quan tới bà thứ hậu của vua Udena, đó là bà Mangandhya. Bà đó trước là tính bắt rễ Phật đó, tính bắt rễ Sang Môn Cồ Đàm, nhưng mà Phật không ok, Phật không gì, không nhận lời. Thế là bà thù hằn. Cái câu chuyện này ly kỳ lắm, mà khi nào có duyên rồi tôi kể quý vị nghe. À, đây là một trong 7 vụ án lớn liên quan tới nghe Đức Phật. À, đây đó. Vụ án là của bằng Mang đi ra cũng liên quan tới các bà. Vụ án mà có cái người mang cái gì đây? À đúng rồi, vô đứng đi. Đi cái này vô. Vô chỉ mặt chửi Phật. Và Du Quan Giá Họa, đây là sản phẩm của gì? À, của ngài, nghe không? Rồi vụ nữa đó là cho một Phật, một người gia bộ đóng vai thân tín Phật tử thuần thành tới phụng sự Phật, phụng sự chư tăng, rồi bí mật giết bả chôn gần hương thất của Phật, chôn gần cái thất của Phật, rồi lưu loa lên là du oan cho Phật và chư tăng. Vậy thì thầy hỏi quý vị, không nhẫn làm sao mà chịu nổi đức bạch máu chết? Cho nên đó những vụ án lớn vậy. Tôi xin thưa để đạo tràng mừng là em chưa có bị vụ án nào lớn giống vậy. Em chưa có bị vụ án nào vậy. Em chỉ dám nói chưa thôi chứ không dám nói không. Không biết sau này nó có không, nghe không? Nhưng mà em chưa có bị vụ án đó. Chính vì vậy mà quý vị biết là cái đầu tiên mà thầy muốn nói hôm nay, hai cái sau từ từ thầy trả nợ sao. Cái đầu tiên là cuộc sống. Bạn không biết người ta sẽ đổ vào đời bạn cái gì đâu. Cho nên bạn phải sẵn sàng sức chịu gì? Chịu đựng.
Có thể là con cái nó đổ vào, có thể là vợ chồng nó đổ vào, cũng có thể là chồng con đổ vào, cũng có thể bà hàng xóm đổ vào, và cũng có thể cuộc đời xã hội có thể đổ vào mình bất cứ cái gì vô cuộc đời của mình. Và cái này mình có làm chủ được không quý vị? Có cấm người ta được không? Không cấm được. Đùng một phát nó tới, nó gõ cửa đời mình, gõ cửa nhà mình. Mình không hiểu vì sao. Và nếu mà mình không đủ sức chịu gì, chịu đựng đó, là mình ngã gục liền. Đó, hồi nãy thầy nói là một bãi phân nó đem, nó ị trước cửa mình thôi, trước cửa nhà mình thôi, mà mình chịu đựng không được, mà mình gây gì? Gây lộn với bà hàng, hàng xóm, gây lộn. Vậy thì chuyện bãi phân có phải lớn không? Không lớn. Nhưng mà do sức chịu đựng của mình quá nhỏ mà trở thành chuyện, chuyện lớn, trở thành chuyện lớn. À, như vậy thì điều đầu tiên gọi là mặc áo Như Lai, tức là mặc áo nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhu hòa. À, nhu hòa. Và phải có sức chịu gì? Chịu đựng cái gì? Và đừng hòng quý vị bảo rằng cấm cuộc đời nó không đổ rác vào đời mình. Chuyện này quý vị không cấm được đâu. Quý vị chỉ có đủ bản lĩnh dọn gì? Dọn rác và từ chối rác. Đừng hốt rác vào đời, đời mình là được rồi. Một là dọn rác, hai là biết cách từ gì? Từ chối. Đây là thí dụ như bà Năm, bà Ba đang ngồi nói chuyện ngon lành, tự nhiên cái bà nhiều chuyện, bà vô bà kể cái con nhỏ kia này kia kia đó. Mình biết rồi, bà này hay đem rác đổ lắm, tầm bậy lắm. Thôi mình giả bộ, ôi đau bụng quá, đi cầu cái đã. Nghe vậy không? Vậy là biết cách từ chối rác. Ôi tôi còn cái thao đồ chưa giặt, giả bộ đứng dậy đi, để không phải nghe rác cái bà này quăng ra. Gọi là từ chối gì? Từ chối rác. Hai người ta đang nói chuyện vô cùng bình yên, nó xè vô: ê, bà biết cái gì chưa? Cái con dâu của bà Tư đó, bà biết gì chưa? Hay là bắt đầu bà nhiều gì đây? À, nhiều chuyện bà phan ra. Nàng dâu bà Tư đó: trời, tối hôm qua tao thấy nó đi với cái thằng gì đó. Ra bắt đầu nhiều gì? Nhiều chuyện đó ra. À, nếu mà mình thấy cái người mà thuộc loại gọi là bà Tám miễn phí mà tới đó, thì mình lo mình kiếm chuyện, mình biến đi chỗ khác. Ta gọi là biết cách từ chối rác. Đào Tràng nghe kịp không? Biết cách từ chối rác. Chúng thôi là nó quăng rác cho mình nặng đời lắm, mà không chừng mình lại trở thành cái người làm chứng nữa. À, người làm chứng rất là mệt. Do đó mà, nhưng mà cũng có loại rác mình không thể từ chối thì mình phải chịu gì? Chịu đựng. Giờ tôi nói đây đa phần là các bà không, thành ra tôi nói xấu các ông chút. À, chứ mà nói xấu các bà chút nữa tôi không có cửa tôi về đâu. giờ nè, 6-70 năm rồi, đầu gối tay ấp, sinh ra con ra cháu rồi, có cháu nội cháu ngoại rồi, bây giờ tự nhiên tới cái tuổi này nó đổ chứng. Cái chứng gì đó em không dám nói ra ha. Đủ chứng. Bây giờ không lẽ vợ chồng sống mấy chục năm rồi mà tối ngày gây lộn, con cháu nhìn vô, chòm xóm nhìn vô, còn sao được. Thứ hai nữa là không lẽ bây giờ tuổi này mà kéo nhau ra ly dị. Quý vị nghe kịp không? Mà sáu mấy bảy tuổi bà còn đi cưới thằng nào nữa mà bà đòi ly dị? Hả? Mà cưới ai nữa mà bà đòi ly dị? Gì? Thì cái thứ hai gọi là cái này gọi là cái chúng ta không thể từ chối thì ta phải chịu gì? Chịu đựng. Coi như là cái dư nợ cuối đời mà mình phải gì? Phải trả. Dư nợ cuối đời mình phải. Mấy cái tập đầu là ngọt ngào, ấm áp ha. Mấy chục năm ổng dìu mình đi xì lô rất ngon, mà dìu mình đi tăng vậy.
tango cũng rất ngon, mà ổng chơi hip hop pop cũng rất ngon. À, cuộc đời mình vui nhộn, hôm nay ở những năm cuối đời tự nhiên nó chơi nhạc đam ma. Nó chơi nhạc đam ma làm cuộc đời mình tối tăm khó chịu bực bội, nhưng mà biết sao được, mình ngày xưa đã từng chơi xì lô với ổng mà. À, đã chừng tới tăng gì? Tango ổng rồi. Vậy thì phải có lúc chịu đựng nhạc đam ma chứ. Dư nợ mà. À, vậy thì cái đó là cái chúng ta không thể từ chối, mà ta phải có sức chịu gì? Chịu đựng. Cho nên phải mặc áo như Như Lai. À, mặc áo Như Lai. Rồi. Ngay cả cái chuyện tôi nói thiệt, ông xã ông hút thuốc như vậy. Ai có ông xã hút thuốc giơ tay cho thầy coi. À, đó. À, ông xã hút thuốc. Đó. Ngày xưa là ông xã, còn bây giờ là cái ông quỷ. À, ông quỷ. Giờ ngày xưa kêu ông xã ngọt lắm, nhưng bây giờ kêu ông quỷ ra ngoài hút đi. Để khá vậy. À, kêu ông quỷ. Nhưng mà thà nó hút ở nhà còn hơn nó ra quán nó hút. Quý vị nghe kịp không? Thà nó hút ở nhà còn hơn nó vừa đang ôm em này lại hút thêm hơi. Chết chào. À, vậy thì quý vị phải chịu đựng. Mặc dù nó không tốt, nhưng bây giờ người ta bỏ không được. Người ta không đủ bản lĩnh để gì? Để bỏ. Thật ra cái người hút thuốc họ cũng biết điều đó không tốt cho sức gì, sức khỏe. Họ cũng biết là không tốt cho gì, cho vợ con, không tốt cho môi trường. Mà có tốn tiền không? Tốn tiền. Có tốn thuốc không? Ngoài thuốc hút ra còn thuốc men nữa ha. À, nhưng mà họ không vượt qua gì. Bà nội cũng giống như quý vị, cũng có những cái quý vị đâu có vượt qua nổi đâu. Cũng có những cái chính bản thân mình cũng không vượt qua gì qua được. Thì trong trường hợp đó khuyên rồi, tôi nói thiệt quý vị, bác sĩ khuyên họ cũng không bỏ đâu. Chừng nào mà họ không hút nổi nữa là họ tự họ gì? Họ bỏ à? Hoặc là bác sĩ nói 3 tháng nữa, 3 tháng nữa, nếu ông không bỏ thuốc thì không tới 3 tháng, khoảng chừng 1 tháng gì? Tháng rưỡi là chết. Ồ, về khỏi cần quý vị kêu bỏ, nó tự nó gì? Tự nó bỏ à? Nghe không? Sợ chết, bỏ thôi. Còn đừng hòng mà nói bỏ. Lúc nó đang yêu mà thì nó giả bộ nó bỏ thôi. À, lúc nó đang chinh phục mình thì nó giả bộ nó đóng vai ngon lành bỏ thôi. Nhưng mà về rồi khi mà ván đã đóng, đóng thuyền rồi, đừng hòng kêu nó bỏ. Quý vị nghĩ không? Nó không ăn đâu. À, vậy thì quý vị nhớ là chỗ này, ngay cả cái chuyện này, người trong cuộc họ cũng biết điều đó là xấu, là không tốt cho sức khỏe của chính bản thân họ, chứ đừng nói người khác. Nhưng mà họ không vượt qua nổi thì họ cũng đang gì đây? Thật sự yếu đuối, họ không vượt qua được. Và quý vị chia sẻ một phần, tức là phải chịu gì? Chịu đựng bằng cách này hoặc cách kia. Thí dụ như ông hút cũng được, nhưng mà con nhỏ nó mới ho đó, nhà con cháu ngoại nó mới về đó, ông ra ngoài ông ngồi ông gì? Hút. Vậy thì cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, không có tiếng to tiếng nhỏ. Ừ, con cháu ngoại nó mới về đó, trong phòng bí ông ra ngồi ngoài giường cây hút cho mát mẻ, nghe không? Vậy thì cuộc đời có đẹp sao không? Đẹp không? À đó, đằng này con gái mới bế đứa cháu về, ổng mới làm cái bập, cái bà đem cái gạt tàn bà quăng cái rầm cái đó, thấy cái cảnh địa ngục nó xảy ra liền, làm xúc phạm và nhục cái danh dự của thằng đàn gì, đàn ông, nghe không? Vậy thì dù nó có thương có nhịn cỡ nào thì coi chừng cũng là gì, ghế bay, chén dĩa bay, à nồi bay, chảo bay, son bay, rồi thằng chả bay ra quán luôn. Quý vị nghe kịp không? Bay ra quán luôn. Thôi bây giờ hết giờ rồi, thầy cũng chuẩn bị gút gì? Gút bay. Gút bay. À, như thầy đã nói là hôm nay giống như kiểu là sơ giao thôi. Và giới thiệu cho quý vị một bài kệ gồm có 3 thành tố mà để quý vị xây dựng được cái hành án
an lạc. Sống được an lạc đó là lấy từ bài kệ này là sư ông khai kiến Quảng Hương Dạ Lam, đó là Hòa Thượng Thích Trí Thủ, cũng là chủ tịch đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là Hòa Thượng Thích Trí Thủ. Quảng Hương khai kiến Quảng Hương Dạ Lam sau khi tụng đọc bộ kinh Pháp Hoa tới cái phẩm mà An Lạc Hạnh đó, ngài làm được bài thơ đó, đó là một lòng kính lễ Phật Đà, ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai, con hằng mặc áo Như Lai, con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời. Ông Già Lam nếu mà đứng thăm vai với trong đạo thì tôi gọi là ông nội, tức là sư phụ của tôi là đệ tử của ông Già Lam. Và ông làm ra bài đó, và trong phẩm An Lạc Hạnh thì ba cái chất liệu mà quý vị Phật tử dùng để xây dựng cuộc đời mình, đó là một, phải cần sống cả cuộc đời đi mấy mươi năm, ta cần trang bị cho mình một chiếc áo Như Lai, đó là áo nhẫn nhục, nhẫn nhịn, nhu hòa. Nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhu hòa. Thứ hai là cần được vào nhà Như Lai, đó là nhà từ bi hỷ. Thứ ba là phải có một cái hiểu biết của người con Phật, để khi chuyện này chuyện kia nó tới, ta lý giải được tại gì, tại sao, lý giải như thế nào. Cái gì cũng có nhân có quả, cái gì cũng có đến có đi. Dù mình có yêu thương cỡ nào, đến lúc nó đi nó vẫn goodbye mình, nó đi. Mình có quý lúc nào, quý nó cỡ nào, nhưng đến lúc nó chia tay nó vẫn phải chia tay. Và nói lời cuối cùng, ngay cả bản thân ta cũng có thể chia tay cuộc đời này bất cứ lúc nào và ngay bây giờ. Em xin chia tay, xin chào tất cả đạo tràng, hẹn trong kỳ sau. Chúng ta ngồi cũng được, ngồi hồi hướng cũng được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.